Kết quả bóng đá ngày 29 tháng 5, Barca thắng dễ trong ngày, Alba chia tay sân Camp Nou. Ở trận đấu trên sân nhà cuối cùng của mùa giải 2022-2023, các cầu thủ Barca đã giành chiến thắng dễ dàng trước Mallorca. Tại vòng 37 La Liga, Barca có cuộc tiếp đón Mallorca trên sân nhà Camp Nou. 3 điểm là mục tiêu thầy trò huấn luyện viên Xavi hướng tới. Sau hai vòng đấu vừa qua đều phải nhận thất bại, quyết tâm của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thi đấu đầu tiên. Ân sự Fati dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống của Mallorca sau pha phối hợp như đá tập của các đồng đội. Tới phút 14, Barca còn có thêm lợi thế về quân số khi Ndiaye của đội khách phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với ban. Đội bóng xứ Catalan có bàn thắng nhân đôi cách biệt, người lập công vẫn là ân sự Fati. Trong phần